Radio đồng hành với người trẻ. Bí quyết giữ hạnh phúc gia đình. Các bạn trẻ thân mến, nhiều lần chúng ta đọc trên báo, theo dõi những phiên tòa ly hôn. Trong đó chúng ta thấy không phải nghèo khó mới khiến gia đình lục đục, nhưng người giàu cũng khóc là điều người ta thường thấy trong nhiều phiên tòa ly dị. Nói chung, đời sống gia đình, tình yêu đôi lứa luôn bị những virus độc lạ tấn công, khiến nhiều người tan đàn xẻ nghé. Dĩ nhiên gia đình Công giáo cũng không miễn nhiễm những loại virus ấy. Những câu chuyện đau lòng mà chúng ta đọc trên báo hoặc có khi xảy ra trong chính gia đình mình, họ hàng mình, luôn khiến mỗi người đau lòng. Đâu là bí quyết giữ được hạnh phúc gia đình? Chắc hẳn khi nên nghĩa vợ chồng, ai cũng có kinh nghiệm để làm sao cho gia đình mình được hạnh phúc, thuận vợ thuận chồng, không phải lúc nào cũng có được. Vậy khi sóng gió ùa vào con thuyền gia đình, đâu là điều để người ta bám víu? Là gia đình Công giáo, hẳn nhiều người đồng ý rằng cầu nguyện là một trong những bí quyết để gìn giữ hạnh phúc ấy. Chính Chúa Giêsu chỉ cho ta bí quyết: hãy đến với ta, hỡi tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Tôi có nhiều dịp nghe nhiều gia đình nghèo có, giàu có kể về tình cảnh của họ. Mỗi khi cơm chẳng lành, khăn chẳng ngọt, họ chạy đến với Thiên Chúa để tâm sự với người. Tức giận dĩ nhiên không vụt mất khi họ cầu nguyện, nhưng chính trong bầu khí thinh lặng và đối diện với Thiên Chúa, họ bình tĩnh để thấy đâu là điều cần thiết nên làm. Trong bầu khí đó, họ có thể tìm lại được bình an và tình nghĩa vợ chồng, thấy được điều sai, lẽ phải để biết chuyện trò với nhau. Kết quả là sau bao nhiêu lần khó khăn ấy, là bấy nhiêu lần họ cầu xin Chúa giúp cho họ có sức mạnh để chấp nhận và làm hòa với nhau. Thế nhưng, chẳng phải ai cũng làm được như họ. Cầu nguyện là điều xa lạ với nhiều người ngày nay. Phải thừa nhận rằng đời sống gia đình trong thời đại hôm nay luôn có quá nhiều thách đố khó khăn. Phải chăng trước thực tế ấy, Giáo hội Việt Nam dành cả một năm để đồng hành với các gia đình gặp khó khăn? Những Lộc Thánh năm 2019 cũng nhắc ta điều ấy: cầu nguyện cho đời sống gia đình. Khó khăn không chỉ trong đời sống kinh tế, làm ăn vất vả, nhưng trên hết, gia đình gặp khó khăn trong mối tương quan giữa vợ chồng, cha mẹ và con cái. Do đó thật quan trọng biết bao để mỗi cặp vợ chồng biết cách hoặc ưa thích cầu nguyện với Thiên Chúa. Không phải những lúc gặp khó khăn hay mâu thuẫn mới cầu nguyện, nhưng chính khi hạnh phúc, cầu nguyện giúp họ càng gia tăng hạnh phúc ấy hơn. Vậy cầu nguyện bằng cách nào? Có người chia sẻ với tôi rằng: lúc chị buồn, chị vào nhà thờ, ngồi đó và nhìn lên Chúa Giêsu, kể cho Chúa những chuyện đang xảy ra trong gia đình mình và xin Chúa giúp. Hoặc gia đình anh chị dù bận rộn bao nhiêu cũng cố gắng cùng nhau tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật. Nói chung, họ biết cách sống với nhau trong bầu khí thánh thiện, chan hòa. Từ đó không chỉ mỗi thành viên có tương quan với Chúa, mà chính trong gia đình họ cảm thấy hạnh phúc sống cùng nhau. Đừng quên, tôn giáo nào cũng cho thấy cầu nguyện hoặc tín tâm đều giúp con người nói riêng và đời sống gia đình được hạnh phúc hơn. Đó là bí quyết dường như quá khó trong thời đại hôm nay. Tôi biết nhiều vợ chồng Công giáo quá để tâm đến chuyện làm ăn kinh tế mà quên lãng chuyện đạo nghĩa. Họ không quen trò chuyện với Thiên Chúa, họ ít dành giờ cho nhau. Đó là một mối nguy cho hạnh phúc gia đình. Ngược lại, thật quý biết bao khi nhiều gia đình trẻ lấy Thiên Chúa là một trong những bận tâm chính trong đời sống của họ. Kết quả là khi sóng gió xảy đến, họ được Thiên Chúa trợ giúp và cùng nhau vượt qua. Thế là mối tình của họ bền chặt hơn theo năm tháng. Đừng quên, những cặp ly hôn đều có những năm tháng hạnh phúc. Tiếc là giờ đây, hạnh phúc ấy không thể giữ hai người trong tình nghĩa vợ chồng. Dĩ nhiên ly dị nào cũng khiến hạnh phúc gia đình đổ vỡ. Hơn nữa, con cái chẳng hạnh phúc gì khi thấy cha mẹ xa cách. Thấy chuyện người ta để nhắc chuyện mình, chuyện về hạnh phúc của mỗi vợ chồng. Ước sao mỗi người mở lòng để hiểu nhau nhiều hơn. Là vợ chồng Công giáo, họ còn có Thiên Chúa là tình yêu để giúp cho tình yêu của họ thêm mặn nồng hơn. Để được như thế, họ cần cầu xin Thiên Chúa đến trong gia đình của họ. Khi vui cũng như lúc buồn,
Thiên Chúa biết cách để tạo cho gia đình có được hạnh phúc bình an. Ước gì mỗi gia đình luôn cầu nguyện với Thiên Chúa. Đó là bí quyết để cùng nhau bồi đắp cuộc sống gia đình, vợ chồng. Xin can đảm để Chúa thánh hóa đời lứa đôi, làm cho người vợ, người chồng mỗi ngày thêm hiểu nhau, yêu nhau hơn và sống hạnh phúc với nhau hơn. Nguyện xin Giê-xu thương mến, cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giê-xu đến trong nhà, cho đời hòa tiếng ca. Đó chẳng phải là lời cầu nguyện tuyệt vời của vợ chồng khi lãnh nhận bí tích hôn phối đó sao?